Xin mời cô Phạm Thanh Nghiên, đại diện cho mạng lưới blogger Việt Nam. Kính chào quý vị. Thật may mắn khi năm nay tôi vẫn có cơ hội để gửi lời chúc Tết quý vị qua làn sóng của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Trong giờ khắc thiêng liêng tiễn năm cũ Ất Mùi, đón năm mới Bính Thân, chúng ta không quên nỗi đau của Mậu Thân 48 năm về trước. Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 đã biến ngày Tết thành ngày tang của bao nhiêu gia đình đồng bào chúng ta. Thật có lỗi khi trong ngày Tết mà tôi chỉ nhắc tới nỗi buồn đau vốn là phải là ngày của hân hoan, vui mừng, của những lời chúc tụng cầu may. Nhưng thực tế chúng ta, những người Việt không cộng sản, chưa bao giờ có một cái Tết trọn vẹn niềm vui. Nhắc để chúng ta nhủ với nhau rằng không thể để dân tộc Việt Nam mãi chìm đắm trong khổ đau và tủ nhục, rằng những sự kiện lịch sử đau đớn đen tối ấy không bao giờ được phép lặp lại. Chúng ta cũng nhớ đến người tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, chỉ vì muốn đất nước hồi sinh mà phải chịu cảnh tù đầy. Chúng ta nhớ đến họ để cùng chúc cho nhau bước qua sự sợ hãi, thêm mạnh mẽ để cùng đồng hành với họ. Xin gửi lời chúc đến đài Đáp Lời Sông Núi, kính chúc các anh chị em dồi dào sức khỏe và luôn đóng góp tích cực như đã đóng góp cho sự nghiệp dân chủ hóa của đất nước. Xin cảm ơn và chúc mừng năm mới, Phạm Thanh Nghiên.